Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của bé nụ. Mày quay lại đây nói chuyện với mọi người cái coi. Làm gì vậy? Hồi nãy thì hai đứa đang giận giỡn với nhau thì vô tình đạp vô mặt nó một cái, bây giờ nó giận luôn anh em ạ. Thì mình đang định làm clip xin lỗi nó. Quay lại đây nói chuyện với mọi người cái làm gì vậy trời? Gì dễ giận dữ vậy? Đó, gái mà mọi người thích vậy đó, hay dễ giận lắm, hiểu không? Quay lại đây nói chuyện cái coi. Mày nó. Mọi người ạ. Thực ra thì đó, nó chỉ là như vậy thôi. Chứ còn nếu mà là bé nụ thật thì đời nào mà mình đồn tay lên như vậy được. Đó mọi người. Ha. Thì hôm nay mọi người thấy cái con mannequin này trang phục chỉnh chu như thế này thì mình ở nhà, hôm nay nhà ở nhà con Ngân thì nó cũng lại đi ra ngoài rồi thì mình mới có thể thực hiện clip như thế này được đúng không? Bây giờ mình sẽ mang con mannequin này vô phòng của con Ngân, vô đó đắp chăn đắp mền cẩn thận, xíu nữa nó về nó sẽ thấy mình nằm trên giường với một nhân vật nữ nào đó khác biệt, thì để xem thử lúc đó nó sẽ phản ứng như thế nào cho mọi người nhé. Đó, thì mình đoán thì chắc với cái sự mà gọi là u mê của nó dành cho mình mà tự nhiên thấy mình nằm với một đứa nữ khác thì chắc chắn là sẽ kiểu như lên một cái cơn rất là tức giận, mình bảo đảm chắc chắn là như vậy rồi. Ok, rồi để xem thử nó như thế nào thì mọi người nhớ theo dõi clip cuối cùng. Đó, thì từ nãy giờ mọi người nghe tiếng động, mọi người tưởng đâu là con Ngân ở nhà không? Không. Nha, do một số anh em nói là con Ngân đang rửa chén trong nhà nữa. Ok anh em, thì để thêm cái độ tin tưởng hơn thì mình vừa chuẩn bị cái can nước cam như thế này. Đây có hai cái ly, mình để ra hai cái ly giống như hai người uống á. Có mượn được thím ở nhà cái túi sách nữa. Đó, nó lại quên giới thiệu anh em thì để đây nữa để cho nó tăng độ tin cậy, đúng không? Đó, và hãy xoay qua góc bên này cho anh em coi. Đây. Ok. Đây, tiếp tục cho anh em xem một cái phía này. Mượn sẵn ở đây một đôi guốc nữa để tăng cái độ tin cậy, nó vậy thì mới lừa được con nụ, mọi người hiểu không? Đó, bây giờ mình sẽ đi vào trong phòng ngủ của con nụ để set up cái bối cảnh tiếp theo. Hello anh em, thì sau khi set up bên ngoài xong hết rồi thì bây giờ đó mình mang con mannequin vào bên trong mình thử test cho anh em cùng xem thử cái độ chân thực nó đến như nè. Đó, tí nữa nó sẽ đó, mình sẽ cho con mannequin nghiêng qua lại xíu, tóc gọn lại xíu nè, đó. Rồi vai thon thả, bây giờ cái mền như này đó, thẳng lên đây. Đây, đây, đó, cái vai ra một chút xíu. Và mình sẽ ôm qua như thế này. Đó, cái này. Đó, anh em nhìn đánh giá thử cái độ chân thực nó đến như thế nào. Đó, anh em nghĩ coi, như thế này con nụ nó về nó còn nghi ngờ nữa không? Đúng không? Nhưng phải đầu tư cỡ như thế này thì mới lừa được con nụ. Ok nha mọi người, để xem thử con nụ nó phản ứng như thế nào. A few moments later.
Nani? Mày vô phòng ta mày làm cái trò lờ bại gì hả? Đi ra khỏi nhà tao. Má mày quấn đầu đi với con kia. Mày bị khủng hả? Mày làm gì hả? Mày làm gì trên giường tao? Đi vô xong gõ cửa. Mất mới gì vô cũng quấn tao. Của tao mà. Mất mới gì quấn tao. Tao quấn mày hả mày làm. Cái con tao nó đi xuống không hả? Cái gì vậy ba? Mày khùng hả? Mày làm gì với lại người yêu của mày trên giường của tao? Nói điên nó khùng vậy? Nó điên nó khùng. Đâu nha. Nó điên nó khùng không? Mày làm gì vậy? Mày làm gì trên giường của tao? Bỏ cái... Đi ra khỏi phòng tao! Bỏ cái chổi xuống rồi nói chuyện. Không á, đi ra. Mày... thả ra, mày điên hả? Mày đi ra để tao làm xong chuyện đã. Bây giờ mày tao mày nghe tao nói thả cái chỗ xuống. Không á. Mày ra cho tao làm xong chuyện đã. Làm xong chuyện gì? Đang lỡ cỡ gần xong rồi. Không á. Chứ bây giờ mày muốn cái gì? Đi ra khỏi nhà tao. Bây giờ thông cảm, đi ra đó khoảng 5 phút thôi vô lại. Không á. 5 phút thôi rồi ra lại. Các bạn kia đi ra khỏi nhà tao nha lên. Nhanh. Thả cái con này mày khùng hả mày? Bây giờ mày ra cho tao làm xong một chút xíu đã. Không á. Ủa chứ bây giờ ý mày giờ mày muốn cái gì? Giờ sao? Đi ra. Đợi một chút xíu xong đã. Không á. Ủa chứ bây giờ sao? Đi ra khỏi nhà tao nha. Mày bị khùng hay con kia? Đi ra khỏi nhà tao cho mày làm mấy cái chuyện tào lao trên giường của tao. Sao nghĩ ích kỷ vậy trời? Ích kỷ gì? Mày đi ra khỏi. Làm gì mà tào lao? Ai làm gì đâu tào lao? Ai làm gì đâu tào lao? Kêu cái bậy đó đi ra khỏi phòng ta đi ra con. Kêu mày dây, thả nó coi. Con này. À. Chị ra. Mày không có đợi xong chút xíu không được hả con kia? Mày nghĩ nó chích gần xém một xíu nữa là xong một diễn gần xong rồi. Đang quay TikTok gần xong rồi mày làm gì á? Mày, tao nói là để 5 phút nữa tao quay cho nó xong đi mà. Mấy cái gì vậy? Cái gì ảnh thiệt luôn á. Mày quấn tao này, mày quấn tao khỉ chân tao này. Cái chó này. Ê mày bị khùng quá, tao đang nói là tao đang quay TikTok, tao kêu là còn 5 phút nữa là xong. Sao mày không nói gì lúc đầu, tự nhiên mày ớ ớ. Tao kêu là gần xong rồi đó. Mày ớ ớ gì này kia nọ trong vòng đó. Ớ gì bà nội. Ớ gì ba. Lúc nãy tao mở cửa cho tao nghe rõ ràng. Mày quay TikTok bậy bạ hả? Mày bớt ảo giùm tao đi nụ. Tao thấy mày hơi ghê rồi đó nụ. Mày mày bị khùng, tao đã nói là để cho tao 5 phút nữa. Tao thấy mày hơi đầu óc mày hơi đen tối rồi đó đầu à. Mày nghĩ mày nói gì mà tao ớ gì? Mày khùng quá mày. Bây giờ đi, mày xong chưa? Cái gì? Bây giờ tao cho mày tính tiền. Thôi đi ra ngoài cho tao quay cái. Mày định nói vậy hồi nãy không chịu đi vô đập mày đau chân mẹ hồi nãy giờ cái chân giờ sao? Thì để tí nó hết chứ sao? Thôi nha. Đưa tay nha. Đưa tay nha. Anh mày chắc đi bó bột cái chân quá. Để nó má nó. Cái chân mình mà nó quýnh đùng đùng anh em thấy nó lại anh em thấy không? Trời ơi. Nó quýnh vô đây rồi. Khỏi đi tháo banh luôn rồi. Ok nè. Cũng có máu điên đó anh em ạ. Mình chung của mình tới đây là xin tạm kết thúc cái để nó lao vô nó lấy cái máy là nó không có file để mà về dựng cho anh em xem đâu. Ok anh em nhé. Chắc đi bỏ một cái giò quá.